Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm cái clip mà nói về cái phương pháp đánh bộ vận khí. Thì nó có những cái ưu điểm và nhược điểm gì so với phương pháp cạo truyền thống. Thì mình sẽ nói hết tất cả cái vấn đề mà cái ưu điểm và nhược điểm bên cái vấn đề áp khí trên cây cao su này nó có ok không, và thời gian nó ổn định không, gỗ nó có ok không. Thì ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái vườn này nó đang khai thác. Đây, như cái cây này là anh mới khoan xong. Thì hiện tại mình quay clip này thì cây nó đang mưa, cây đang ướt này. Thì mình làm che mưa, che nước kiểu này đó. Mọi người thấy nước trên thân nó đang chảy xuống không? Đó, nước nó đang chảy rất là mạnh. Ở phía trong này nó rất là khô này, khô ráo. Hiện tại là trời nó đang mưa mà cây nó khô này. Đó, cây nó khô như thế này thì rất là tốt cho cái vùng này, cho cái vùng khai thác lấy một khí này. Nó khoan thì nó không có bị hư như mình á, mình như phương pháp bên mình á thì nó lại khoan tập trung thì nó sẽ dễ hư, nhưng mà mình làm nó khô như này và mình xịt thuốc thì nó rất là ok đó. Thì mình nếu mà mình trang bị nó chuẩn á, đúng bài bản á, thì nó sẽ không sao hết. Thì cái phương pháp này thì nó có một cái nhược điểm, ưu điểm là mình khai thác vào buổi chiều. Hiện tại bây giờ đang là buổi chiều, mọi người có thể khai thác từ buổi chiều cho tới buổi tối, là tầm khoảng từ 3 giờ cho tới 10 giờ đêm. Nói chung mọi người khai thác vào lúc trời mát hoặc là mưa xong. Thường vào cái giấc chiều này thì nó mưa nhiều, thì mình sẽ đợi hết mưa rồi mình đi khoan. Còn nếu mà không mưa thì mình tranh thủ vào lúc nào được thì mình đi khai thác. Thì mình đi khai thác thì với phương pháp khoan như thế này á, thì ai cũng làm được. Ai cũng làm được. Nói chung chỉ cần có tí sức để cầm được cái máy khoan và mình đi vô lô được là mình khoan được. Mình không cần tay nghề và kinh nghiệm. Thì mình đi khai thác thì với phương pháp này thì mình khai thác nó cho sản lượng mũ nó đạt hơn phao cạo truyền thống khoảng là gấp đôi sản lượng mũ. Và cái lô này là 200 cây và mỗi lần thu mũ là nó được 50 đến 60 ký mũ. Khai thác D4 thì nó có một cái nữa là nó giảm cái thời gian khai thác của mình. Và ai cũng làm được. Rất chi là đơn giản, khoan vô cái là đi. Mũ nó chảy này. Đấy, nó thì chảy vô tô. Đi khai thác thì rất là nhàn, cầm cái máy khoan như người ta đang tưởng là mình đang chơi, nhưng thực tế mình đang kiếm tiền rất là nhiều. Và cái này thì mình không sợ cây ướt, không sợ cây ướt, không sợ hư miệng cạo, không sợ hư da. Xài thì không tốn dăm. Một năm thì mình chỉ có khai thác trong vòng này thôi. Tầm khoảng từ đây đổ xuống cái máng xanh đấy. Và mình sẽ đổi ra mặt khác. Với phương pháp khoan này thì mình sẽ xài trên cái vùng da mà tái sinh. Nếu mà ai đang cạo ở phía dưới á, mình sẽ dời lên trên cái miệng cạo á. Mình dời qua cái vùng mà khai thác á, như cái chỗ này là năm ngoái người ta đang khai thác, những năm trước là nó lên tới đây thì mình có thể áp khí từ đây đổ lên. Còn cái phía dưới mà còn da nguyên sinh á, thì mình đợi cho cái này nó liền đi rồi mình sẽ áp khí phần dưới. Thì phần dưới mũ nó vẫn ok nhé, nếu mà cây nó lành lặn thì mũ nó vẫn ok đó. Đi khoan rất là nhàn, chỉ cần khoan một cái là mũ nó sẽ ra. Mũ này là chảy rất là ok nha mọi người. Mình nếu mà mình làm D4 á thì cái độ mũ của mình nó vẫn cao, nó nhiều mũ nhưng mà độ nó sẽ vẫn cao đó. Với lại quan trọng là nhàn. Đây, anh kia anh đi khai thác, anh chỉ nhấc lên là anh khoan cái là anh đi. Một cây nó rơi vào khoảng 2 đến 3 giây. Nhanh đó. Cái này thì nhanh lành cực kỳ nhá, khoảng 3 tháng là nó lành hết cái vùng này rồi. Đó. Mình chỉ khoan chầy cái vỏ nó ra mũ thôi. Đó. Cái này á, thì mùa mưa mọi người xịt thuốc khoảng ít nhất cho mình là khoảng 1 đến 2 lần. Đó, để cho nó nhanh lành vết thương và nó cái này nó nhanh liền lại. Cây nó không có bị hại. Và cái vết thương nó đẹp hơn, với lại nó không có bị nứt cái vỏ. Nó không có bị nứt cái vỏ ngoài này đi. Quan trọng nhất là đừng để nước nó vô là được. Đó.
sản lượng cho ra thì rất là ổn định. Nếu mà mọi người có nhu cầu hoặc là muốn tìm hiểu cái phương pháp này thì mình có thể là mình sẽ xài thử đó. Mình có thể xài thử mua trước khoảng 50 bộ gì đấy, một cái bình ga mini đấy, mình về mình trang bị hoàn tất trên một cây, rồi mình áp khí, mình tự mình cảm nhận đó, mình cảm nhận xem làm nó có hiệu quả không. Tính ra là cái giá thành và cái kinh tế nó mang lại ấy, nó có ổn hơn là cái phần cạo không. Để mình làm, nếu mà mình cảm thấy ok ấy, thì mình có thể là đầu tư cho cả vườn mình. Với phương pháp này á, cái khí này á, thì nó vô á, là nó giúp cho khí ethylene này là khí không độc nha mọi người có thể tìm hiểu trên mạng, là khí này không có độc. Đó, nó dùng để làm chín trái cây và nó làm là chất kích thích, nó làm căng cái mạch mủ á. Thì cái khí này có thể lấy được cho mủ chôm này, cao su này, nói chung là cái mủ gì cũng được. Nó vào là nó làm cho cái phần cái lưu lượng mủ á, nó căng ở phần da. Nó căng ở phần da này, mình khoan hay là mình cạo gì đấy, nó sẽ ra cái sản lượng nó nhiều hơn. Nó sẽ kích thích mủ nó ra. Thì nó cũng không có hại gì đâu, tại vì cái vườn này á, và mình cũng là làm cái phương pháp này 3 năm rồi. Cũng không sao cả. Cây á, gỗ thì mình có làm những cái clip mà mình nói về cái vấn đề mà áp khí 3 năm rồi á, cái gỗ nó có sao không? Bán bao bì có được không? Gỗ có đen không? Có bị sọc không? Có mọt, có mục không? Thì mình có làm rồi, cây nó vẫn ok. Đó, như mọi người đang xem trên màn hình thì mình đó là cái clip mình đã làm về cái đó. Mình trang bị thì mình với phương pháp này mình cái cây á, một cây mình có thể áp khí như thế này, nó rất là tiết kiệm da, nó tiết kiệm khoảng 9 lần so với mình cạo truyền thống. Là một lần mình làm á, mình chỉ tốn, nếu mà tính vòng cây á, nó khoảng 1/6 cây. Đó, 1/6 cây và làm khoảng 15 phân phần khoan thì nó chỉ khoảng bằng cái đâu đó, nó bằng cái bàn tay mình thôi. Đó, nó bằng cái bàn tay của mình đấy, nó làm vùng này. Đó, giống như bên này này. Đó, mình đã khai thác năm ngoái này, nó chỉ tầm này ra thôi. Năm sau mình lại có thể dời đến đây. Nói chung mình có thể đi rất nhiều, một năm mình chỉ khai thác được đấy thôi. Có một cái ưu điểm là không có bị phạm, mình khoan vừa tới thôi, chảy da thôi, nó không có bị cạo phạm da mà nó không có mất vùng da đấy, nó không có bị mất cái vùng da và nó nhanh lành, 3 tháng là nó liền rồi. Đây mùa trước đây và giờ nó liền đây này, đó, nó liền và ok hết. Thì như vậy mình khoan thử cái cây đó, mình sẽ khoan thử cái cây này, nó sẽ liền ok. Cái này thì nó ai làm được, trong gia đình mình ai làm được. Và cái việc bơm khí thì bên mình cũng có bình khí nhỏ rồi, bình khí nhôm nhỏ, thì phụ nữ hay trẻ hay là người không có sức khỏe tốt á, thì mình vẫn có thể là bơm khí bình thường. Nếu mà bạn nào mà đóng nắp chóp này ok á, thì có thể là 1.5 tháng mình mới phải dời. Một năm mình dời đâu đó khoảng 4-5 lần thôi là có thể hết mùa rồi. Đó, khai thác chỉ cần một lỗ như thế này và nó sẽ chảy rất là ok. Tốc độ đi khai thác thì 1.000 cây một người, nếu mà trang bị lô ổn định thì nó khai thác từ 2.5 đến 3 tiếng cho 1.000 cây cho một người. Đó, sản lượng cho 1.000 cây thì nó rơi vào khoảng 2 tạ 6 cho tới 3 tạ tùy vào lô. Nếu mà lô nào càng to càng khỏe thì nó mủ rất là ok, nó phải thêm đến 3 tạ là bình thường. Nhưng mà đừng có sợ mủ nhiều. Với phương pháp này á, theo mình cảm nhận là mình làm á, và mình bán cho người ta á, mình chỉ mong mủ nó nhiều thôi, mình không bao giờ mình mong là mủ ít cả. Vì người ta đã bỏ tiền ra mua thì mủ ít thì rất là khó chịu. Mình mủ nhiều thì mình có thể giãn cái ngày khai thác ra để cho cây nó có thời gian hồi phục và cái độ mủ nó sẽ cao. Đó, chạy rất là ok. Cái này vườn lô này thì đã khoan được
2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 lỗ rồi, tương đương với gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng rồi nha mọi người, mũ nó loãng và nó chảy rất là nhanh. Lô này đang làm D4. Với phương pháp này thì lô nào mạnh thì mình có thể làm D3. Lô nào mà nhỏ, cây nó nhỏ, cây nó vừa như thế này mình làm D4. Quan trọng nhất là trong tháng là cái tiền mà mình khoan này nó hơn cả khoảng 1 đến 2 triệu. Nhưng mà mình nhàn đi rất là nhiều. Mình làm D4. Tháng mình làm đâu đó khoảng 7 đến 8 lần đi khoan như thế này. Đi khoan thì nhá một cái là đi. Mình trang bị ok á, mình chỉ cần nhấc lên rồi mình khoan. Khoan rồi hiện tại đây là vẫn đang xài cái máng cũ nên mình phải có nhiều cây mình phải dẫn mũ. Còn máng lớn, máng mới thì nó có biên rồi, nó sẽ chảy về được tô luôn. Nhá cái rồi mình đi. Nhanh lắm nha mọi người. Và dễ làm. Có một số anh chị mà làm mà nó chưa có được á thì có gì mình hãy liên hệ lại công ty đó để mình được tư vấn cho nó kỹ hơn, và có khi là công ty sẽ tới và hỗ trợ cho làm cho nó đạt hiệu quả đó. Chứ một số anh chị vẫn không có làm được có mũ á thì người ta hiểu sai về cái phương pháp này đó, hiểu sai về cái phương pháp này và nó làm nó tiền mất tật mang mà mình chưa tìm hiểu nó kỹ á. Thì mình lên điện thoại cho công ty hoặc là để số điện thoại bên dưới mình sẽ điện thoại mình tư vấn cho. Mình tư vấn và mình sẽ có thể là mình tư vấn xong mình mọi người cũng có thể thử, mình sẽ bỏ ra vài trăm nghìn đấy. À, mình bỏ một cuộc đi chơi ra chẳng hạn, mình mua thiết bị về mình thử. Mình review khoảng 5-10 cây gì đấy. Rồi mình tính toán. À, mình tính toán chi phí lợi nhuận các thứ. Rồi mình xem nó có hiệu quả không. Công nhân nó như thế nào. Đó, để mình áp dụng cho cả cái vườn lớn của mình thì nó cần như thế nào. Đó. Thì mình mong là mọi người nên tiếp cận cái phương pháp này và mình thử nghiệm đi, nó sẽ đổi mới hơn và nó dễ làm hơn. Với cái phương pháp này nữa có một cái là cái tiền mũ chén có thể mọi người sẽ đủ cho cái tiền qua đêm này, mình chút xong rồi sáng mai mình đi bán xong đó, thì cái mũ chén đó mình đi bóc lại nó cũng được khá là nhiều, tại vì cái này nó chảy hơi lâu. Nó chạy khoảng 15 tiếng. Đó. Nó chạy khoảng 15 tiếng. Thì cái mũ chén nó có khi là sẽ đủ luôn cái tiền công mà mình thuê cái người đi khoan cho mình. Đó. Đó là ok đấy. Đó là mình mới đi một vòng khoan được 100 cây xong mình qua bên này. Đó, mình qua bên này thì đây, mình mới đi 100 cây thôi mà có những cây là vũ ra được khá rồi. Cái này là được khoảng nửa lạng rồi. Đó. Mù này chảy như là cắt tiết gà vậy. Mình mà cắt tiết gà chắc không nhanh bằng cái này. Đó, được khá. Bây giờ mới sang luôn bên này. Mới hoa được 100 cây thôi. Đó. Có những cây đó. Nó ra được một phút rồi. Đó là hay. Đó là cái cây. Cây này khả năng tối nay chàm chắc. Mới được chắc được 10 phút rồi mọi người. 10 phút mà nó đã ra tầm này rồi. 10 phút rồi đó. Đây này, nước nó vẫn đang chảy này. Đó, cây nó ướt nhem. Mình lấy được mũ như thế này là ok. Cây nó vẫn đang chảy nước mà mũ mình cũng đang chảy đây. Đó, được khá là nhiều luôn. Đó, mấy cây nghiêng ngã này. Mấy cây này thì đây, một cái cây nghiêng ngã này cũng được khá là nhiều mũ rồi.
nửa bát rồi. Nói nửa bát thì hơi quá, nó cũng gần được, được 1 phần 3 bát rồi. Đó. Mới được khoảng 10, chắc chưa được 15 phút đâu. Mình quay cũng được 1 xí. Mưa này, mưa nó xối phù sa xuống như suối này. Đó. Cây này cũng được khá khá mũ rồi. Đó. Mấy cây này hiện tại là đang là làm ở dưới gốc hết nhá. Đây, cây dưới gốc này. Mới khoan được 10 phút. 10 phút rồi mọi người. Đó. Cái chỗ này nó cách gốc khoảng 50 phân. Ví dụ khoan 50-60 phân gì đấy. Mũ cũng được. Khá khá rồi. Cái này mà đêm chắc mình nghĩ nó sẽ chản luôn. Tới đêm nó chắc sẽ chản tô luôn quá. Cây vườn này nó sung như thế này mọi người có thể làm đi ba vô tư. À và rồi, xin chào mọi người, thì hôm nay clip đây mình chỉ nói sơ bộ như thế thôi. Thì mọi người có thắc mắc hay là có nhu cầu gì á, mình để lại comment hoặc là mình điện thoại trực tiếp cho bên mình. Đó, mình có thể hướng dẫn hoặc là sẽ tới tận nơi hỗ trợ cho mọi người. Đó, để cho mọi người tiếp cận cái phương pháp khoan lấy bụng khí này nó hiệu quả và ok nhất. Đó, thì xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Và mình mong mọi người là nên ra trải nghiệm một cái phương pháp mới này nó có ok không. Đó, có ok không, và mình làm nó thay đổi đi cái phong cách mình cạo ngày xưa giờ, cho nó cho nó đổi mới một chút ha. Rồi, xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.